Đây các bạn ơi, mình đập hộp quả lê Hàn Quốc này các bạn. Thấy không, lê Hàn Quốc ngon nhất nách không? Ăn nó không có giống Việt Nam nghe, cái mùi vị nó ngọt ngọt mà ăn cũng ngon lắm. Đây bây giờ mình chắc vô tủ lạnh để các bạn có thể theo dõi mình coi ha. Đây lê Hàn Quốc. Cái ngăn này là để trái cây ha đó. Ơi nó có hai lớp lon lon. Ngày trước khi mà mình ăn tối là phải ăn nghiêm miếng lê vô cho nó khỏe, ngừa được ung thư giống anh Long nói, ngừa được gì nữa Long, ngừa được gì cho chấm lão quá. Đây ngừa bệnh được vậy hả? Đây cái hôm nào mình rảnh rảnh mình đi kêu đi chiếu cái cây lê cho các bạn coi nha. Còn này là trái thôi thì chịu khó nhìn mấy cái trái cho vui đó. Thấy không? Người ta chắc gọn gàng lắm nè, thấy không? Ôi sao mà người ta để cái này để chống nước cái gì á? Mấy giấy không nè. Giấy lau tay vô. Thấy không các bạn? Bừng lên bừng xuống nè, thấy không? Các bạn coi clip tôi cũng chóng mặt nữa, nào mà lên xuống là thấy chóng mặt rồi. Còn này lê nè các bạn, nó vàng khè vàng chập, thùng gì không biết nhiêu nữa. Thì chút xíu rảnh tao lưu lại. Ơi mày tạo một cái mail nào mà có tên của mày đi Long nữa, tao xem qua Long. Đây nữa mày. Mình dập được rớt ở trên. Thấy không? Lê Hàn Quốc. Đúng rồi, tại vì người ta tự gọt á, mày hiểu không? Rồi giờ bây giờ mình mở cái lớp 2 cho các bạn coi ha. Giờ lớp 2 cho các bạn nè. Đây khui quà đây, mở hộp các bạn ơi, mở hộp lê Hàn Quốc, mở hộp các bạn ơi. Cuộn xong này nọ, hôm nào về kêu mẹ mua cho, mua đi lên Vincom mua cho mẹ ăn, kêu mấy đứa lên Vincom mua lê Hàn Quốc có nhập khẩu ở Vincom đó, chỗ Mega Market đó vậy. Ủa mà cái này cái vị của Việt Nam, vị Hàn nó khác nhau. Việt Nam mày, ủa mày ăn nó có mấy cái hộp nó cứng á. Mày khùng quá. Rồi trái nó vàng hơn, còn cái này trái nó vàng cam. Còn kia là nó vàng chạch. Ủa nó vàng khè, nó vàng tươi bà nội. Nói ghét khùng rồi. Nó. Rồi trái nó cao, còn này trái nó tròn nè, của Việt Nam. Việt Nam làm gì trái cao trái tròn được hả? Rồi coi nhiêu là thấy được rồi nghe các bạn. Chào các bạn, chúc các bạn một buổi tối thật vui vẻ, tràn ngập niềm vinh nha, niềm vui nha. Bye bye. Đã đầy rồi nè, thấy không hả? Thêm vài cái nữa đi rồi tôi tắt clip luôn. Cảm ơn mẹ. Không nói luôn, bữa nay không nói tiếng Việt luôn. Ai tối nửa đêm coi chừng nó đói bụng, nó lục cái này nó ăn nữa đó. Mấy nó kêu mày đem về là. Cái gì lắm. Nó người yêu lý tưởng của nó đó. Cỡ Long không gian trầm game nghệ lớn á, Long mắt đồng minh rồi. Oh no cái Long. Rồi xong rồi đây các bạn, kết thúc nha. Nè nguyên một quầy lê đó các bạn ơi. Rồi bye bye các bạn nha.